tính tiền hộ em với. Dạ của chị là 1 triệu. Chị có cần em tư vấn thêm gì không ạ? Chị gì mà chị, em còn là búp măng non và em là em bé thôi nha. Dạ chị. Em không có cần tư vấn gì hết trơn á, nhưng mà cái này quan trọng nè. Anh tư vấn cho em làm sao mà để có người yêu đẹp trai như anh được. Dạ xin lỗi chị, bên em chỉ có bán máy tính thôi, không biết chị cần tư vấn loại nào. Vậy anh tư vấn cho em cái loại máy nào á? Mà tính thì tính anh đi. Thú thật với chị, em có người yêu rồi. Và hôm nay bên em đang có chương trình phục cụ đổi mới, ưu đãi lên tới 2 triệu đồng. Thôi em không có cần ưu đãi gì hết ấy. Bây giờ em mua hết cái cửa tiệm này, khuyến mãi thêm anh có được không? Xin lỗi chị, ở đây chỉ có bán máy tính chứ em không bán thân. Xin chị hãy giữ tự trọng cho mình, hãy giữ một chút sĩ diện cho em. Cảm ơn chị. Giữ tự trọng đúng không? Giờ xem thường tôi đúng không? Giờ tôi đi á, đừng có níu kéo nha. Dạ em sẽ không níu kéo. Dạ. Sao níu kéo người ta đi? Em sẽ không níu kéo. Cái thứ nhất, em có người yêu rồi. Cái thứ hai, em là người rất là chung tình, không ai có thể lay chuyển được tình cảm của em. Cậu chắc là không níu kéo người ta chứ? Em chắc. Vậy cái bàn phím tính như lương của cậu nha. Bà chị da đen tóc quăng ơi, chưa tính tiền. Bà chị da đen da tóc ơi. Thôi đừng níu kéo. Bà chị da đen tóc quăng ơi, chưa tính tiền.